Cổ động viên bị trụy tim trên sân khi xem Barca thi đấu. Trận đấu đêm qua giữa Barcelona và Cadiz không có nhiều điều để nói, bởi sức mạnh của hai bên là rất chênh lệch, điều đó được thể hiện qua kết quả 4-0 mà Barca tạo ra. Nhưng người ta sẽ còn nhắc đến nhiều về trận đấu này khi phút 82, một cổ động viên được phát hiện có vấn đề về sức khỏe và ngã xuống. Chứng kiến tình huống nguy cấp, các cầu thủ hai bên không còn bận tâm đến bóng nữa. Trong khi thủ thành Ledesma tức tốc cầm đồ sơ cứu đến cho bác sĩ thì trên sân, trung vệ Araujo của Barca tỏ rõ vẻ lo lắng và anh cầu nguyện, các khán đài cũng lặng thinh, có người đã bật khóc. Tâm điểm trong những phút giây lo lắng này là thủ thành Jeremie Ledesma. Báo chí Tây Ban Nha miêu tả rằng thủ môn của Cadiz đã có một hành động anh hùng khi ném hộp sơ cứu về phía khán đài nơi có cổ động viên cần điều trị y tế. Trong hộp có máy khử rung tim hoặc máy tạo nhịp tim, Marca cho hay. Sau những phút giây được sơ cứu, người hâm mộ được đưa thẳng đến bệnh viện. Hiện chưa rõ tình hình sức khỏe của cổ động viên này. Trận đấu được diễn ra sau 9 phút bị gián đoạn. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.